vậy, chào mừng quý vị quay trở lại với channel của Lý Hương TV. Hôm nay Lý Hương đang đi trên đường quốc lộ nè quý vị. Ở ngay cái đoạn này Lý Hương thấy là đây là đường quốc lộ 13 nè quý vị, chạy qua tỉnh Bình Dương ha. Gần tới chúng mình sẽ tới khu công nghiệp Việt Hương, rồi khu công nghiệp Việt Nam Singapore đó. Quý vị có thể để ý là ở phía lề đường bên tay trái nè, bây giờ thì ở ngay khúc này là mặt bằng đang được di dời vô nè quý vị. Khúc này đấy, đây là cổng khu nghiệp Việt Hương nè quý vị. Rồi khúc này cũng dời vô nè. Đó, hình như là dời vô chắc cũng cỡ cả hai làn xe. Về tới đây ha, ngay khu bên đây là hình như là chưa chịu nè, nên là còn nè quý vị. Khu bên đây là rất gần với lại khu nguyên Việt Nam Singapore nè, Vĩnh Long nè quý vị. Khu này cũng đang dời vô nè. Kế bên đây là Toyota nè quý vị, mấy cái xe, mấy cái cửa hàng của mấy cái hãng xe ô tô đó. Đây là gốm sứ Minh Long nè quý vị. Đây gốm sứ Minh Long, một thương hiệu gốm sứ rất là nổi tiếng của Bình Dương. Rồi đó, còn khúc này thì nó đang vẫn bình thường. Thì có chỗ là di dời vô rồi, có chỗ thì đó, đường vẫn còn đang rất là bình thường. Đây là siêu thị Aeon của Nhật nè quý vị. Từ khi cái siêu thị này mà mọc lên là nguyên cái cục đất ở Thuận An, cái khu này là có giá lên liền ha. Cái siêu thị Aeon Mall rất là rộng luôn. Nói chung là ở Thuận An á, buổi tối đi vô đây thì mới có cảm giác là Bình Dương sang xịn. Còn mà đi những cái khu khác thì 8-9 giờ ngủ hết rồi quý vị ơi. Đó, khúc này thì đường bình thường, không có thấy, chưa có thấy một cái dấu hiệu gì của cái sự di dời mở đường ha. Ngoài ra thì có khá là nhiều những tòa chung cư. Xíu Lý Hương edit á, có để một số cái phòng ở bên đây thì view nó là view công nghiệp thôi. Thường là trong đây là chỉ có thể loại là 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ trở lên thôi. Các chuyên gia thường là mướn là 2 phòng ngủ. Lý Hương hỏi rồi sao không mướn 1 phòng ngủ, thường mướn 2 phòng ngủ, 1 phòng để người ta để đồ, 1 phòng để người ta để ngủ. Ta không thích để đồ chung như để ngủ. Nhưng mà từ khi một số những cái chung cư mới nó mọc lên đây thì cái Habitat nổi tiếng lắm của Visit này quý vị. Tiếng của Visit này là Visit 1, Việt Nam Singapore 1 đó. Thì từ khi mà có những cái chung cư mới thì bên đây đang hạ giá xuống lắm. Bữa Lý Hương đi vô có hỏi là như là còn có 6 triệu cho một cái căn mà 6 hay 9 ta. Ngày trước là mười mấy, bây giờ hình như còn 8 hay 9 triệu một tháng cho cái căn 2 phòng ngủ. Mà nói chung á, cái chung cư ở bên Habitat ấy, tuy là nó xây đời trước nhưng mà cái chất liệu nó không tốt lắm. Nền rồi hả, lavabo rồi cửa. Nói chung là bên đó thấy cái chất liệu nó xây, tuy nó xây lâu mà rất là tốt. Này là cái như là ủ cái này giống như có đèn chưa? À, nếu chị thuê thì bên em sẽ gắn đèn cho chị. À. Đèn,
Cái này coi như cũng mới ổn không đúng không? Đâu quá. Mới ổn thì người ở đầu tiên á. À. Căn nhà anh để đồ sẽ nhiều như vậy. À, căn này sắp dọn đi hả? Nhà không có dọn đi tại vì À, căn này đắp đất luôn hả? căn này tầng 3 chị chứ mấy đất. Ủa sao sao? Tầng 1, tầng 2 bên em để xe, tầng 3 công viên, bên em Ồ. làm công viên trên Nhìn cao cảm giác giống như đất. giống như đất. Dạ đúng rồi. Ủa cái này cũng giống y kia đúng không? Dạ đúng rồi, không khác. Vậy là cái này dọn đi hả? Dạ đúng rồi, mấy cái này bên em sẽ chuyển đi. Ừ. Cái này style cũng cho chuyên gia nè, màu rất là dễ thương. Ôi cái phòng này thì cũng giống y như cái phòng nãy thôi, chỉ có cái view khác ha. Sáu triệu cô này sẽ chắc lại cô với cô cho thuê không tại vì cô đang muốn bán. À. Dạ. Cái này nhìn qua bên tòa anh kia. Cái này là Cũng đúng vậy, cũng y phòng này là chang vệ sinh đúng rồi. vậy ha. Nhà vệ sinh trong, nhà vệ sinh ngoài. Hai phòng ngủ, bên đây là cái bếp. Dạ. Thôi thôi, nói chung Đúng bên rồi. em thiết kế giống giống nhau đó. Đây là 9 triệu, ở bên đây là bếp, có tủ lạnh, bếp ga, ở bên đây là máy giặt, đây là cái sinh rửa, rồi ở đây có bộ bàn ăn, ở đây có cái tivi, tivi này chắc cũng Toshiba cũng lâu lâu rồi, cái này có cái view mở ra nhìn xuống xe, bên đây là phòng, phòng này được cái tủ, đây là một cái toilet chung, rồi đây là một cái phòng ngủ lớn. Có view cũng nhìn ra phòng này là sáu mấy mét vuông 9 triệu ok bãi xe máy bãi ô tô có tầng hầm đây dưới tầng hầm bên đây có hồ bơi mà hồ bơi này của khách sạn rộng quá ha em ơi mấy cái lốc này nó liên thông với nhau hay sao mà đi thấy vòng vòng không ta nó có mùi ấy, em đi ra mình đóng cửa mai cái này có khách coi thì mình mở ra này là một phòng ngủ hả một phòng ngủ này bao nhiêu mét vuông ạ 50 có bếp ga máy hút mùi phía đây là ban công hay loggia đây căn này là bao nhiêu em à là 5 nhưng triệu mà là giờ cái chìa khóa là cái chìa khóa cái căn mà hai phòng ngủ á là không nội thất á là cái ông kia ông cầm chìa khóa đi tìm không được ông điện đưa không được cho ông nhưng là cái nhà lúc này đừng nói lời một một hai tư gặp tầng chín chìa khóa nhưng mà đổ là nói là một chín mua từ chủ đầu tư rẻ bây giờ cũng người bán như vậy cái này bao nhiêu mét vuông em 60 mét vuông hai phòng ngủ đầy đủ nội thất view thấy hồ bơi 1,350 tỷ không thương lượng hả em cái này là tầng 10 nha đẹp quá trời nè có 1,350 tỷ thôi
Tiện ích ở đây là có những gì em? Nhưng mà cái hồ bơi đó đâu phải mình sử dụng. Đây nội thất một phòng ngủ 6,5 triệu. Em ơi, còn phí quản lý với lại giữ xe ô tô thì như thế nào em? Phí quản lý là ở đây là 9.000 một mét vuông á chị. 9.000 một mét kinh tế thôi. Phòng này là bao nhiêu mét vuông em? Cái này là tầm 50 đó. 50 5 nhân 10 luôn, coi như 500 đi, 450 đúng không? Rồi điện nước, ga, nét. Điện nước thì là mình dùng bao nhiêu, mình trả bao nhiêu? Có đồng hồ. Có đồng hồ. Rồi còn nét em? Nét thì mình ở đây là nét của FPT đó, mình tự gọi người ta điện, người ta bắt đó. À, nói chung là mình tự gọi. Nhà này bỏ chị thuê ô tô là chị phải thường bây giờ là hết chỗ mình phải bảo thử. Để người ta đăng ký, bởi vì chỗ đâu phải là nhiều chỗ đâu, nên người ta đăng ký trước. Xe Vitesco dưới Sài Gòn đó quý vị, xa xa đó.